Sao nhỏ con mà thấy nó bự mà không sợ hả con? Nhỏ con mà con đâu có sợ chứ phụ, nó có sợ chứ phụ, nghe không, nó có sợ đâu. Con cắn là con cắn à sư phụ, nghe không, nhỏ con mà con đâu có sợ. Chơi là chơi rồi hả con hen, quá mà. Nó phải sợ luôn rồi, chó bự mà sợ luôn sơ sơ rồi. Bó tay vậy đó chứ. Ôi trời, gần 5 giờ rồi mà còn sáng trưng nè, quý vị thấy không? Nè, tôi đang nấu tương nè, thấy không? Đang nấu tương hột đó. Đó, đang nấu tương hột. Tại thiện ơi, đó thầy nấu tương hộp thì gửi cho con ăn nha. Nè, này làm trước nè, làm trước ăn liền nè. Ô, văng 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 văng. Nó ra con chó gây lộn mà nó. Nó muốn sức đi chơi. Cái này tương này để đem đi phơi để dành. Này không có dám để đưa, để cái này là nấu ăn liền nè. Hết bọt từ hồi nãy giờ phải hết bọt kỹ lắm. Thấy chưa, thấy tương hột ngon không? Cái này thì để muối cho nhiều đặng phơi để dành, dành tới mùa đông được, còn ruốc nữa. Còn ruốc nữa mọi người ơi, ruốc ngủ. Nè, tương hột sư phụ nấu ngon không? Kỹ lắm đó, lựa tương lựa đậu tốt đó. Sao? Sao không đi cự lộng nữa hả? Nhỏ xíu con à mà dữ quá. Cự, họ chó bự giờ mình nó cự ông nội ơi. Chó đó mà nó nhảy qua được hàng rào cái nó cắn má nhìn không ra nghe con. Con không có sợ mà sư phụ. Để riu riu CC không có sợ sư phụ ơi, C không có ngán ai hết trơn á, C giống sư phụ cho C không có ngán ai hết trơn, phải không con, phải không, phải C giống sư phụ cho C không ngán ai không ơi hại. C nhớ là C già rồi nghe, nghe không, nó cắn C cái là C chảy máu đó phải không. Hồi sáng thầy giận rồi phát một phát rồi giờ giờ buồn ha. Tại con không hả, con cứ con đi ra con chặn con gặp mấy anh Mỹ Đen con sủa riết anh mắng vốn sư phụ hoài biết không, nghe không, đừng có sủa anh ta nữa nghe không, ta cũng là con người con biết không. Tại hồi xưa con sống chung với bà chủ con Mỹ Trắng, rồi sống với chung với sư phụ da vàng á sư phụ, thấy con gặp mấy đen đen con ghét lắm á sư phụ phải không. Sao mắc chứng như con gặp anh Mỹ Đen con sủa xem một giấy tới nơi vậy hả, để cho người ta vô ta mắng vốn sư phụ hoài con biết không, không biết ta mắng vốn sư phụ không, sư phụ mới giận sư phụ mới phát cho một phát kìa biết không, biết không. Tại sao kỳ vậy, tại sao mà con gặp mấy anh Mỹ da màu là con giấy tới bến cho nên anh lệnh mắng vốn sư phụ mà sư phụ đâu biết tiếng Anh đâu biết không, biết không. Chơi vậy đó, chơi ngày nào không bị mắng vốn hết trơn, trời ơi, hả, mở cho con đi ra cái là con đi giếng người ta. Sao kỳ vậy? Tại sao con kỳ vậy? Bữa nào cũng sư phụ bị mắng vốn hết trơn á. Cực quá, nuôi con cực quá. Nhỏ xíu con à, mà không sợ ai hết trơn á. Đừng nói thừa giống sư phụ nghe. Giống sư phụ á, sư phụ con giống sư phụ á, phải không, nghe không, đừng nói con giống sư phụ con sợ ai nghe, nghe không. Đó, ráng nấu cho xong nồi tương đi làm ngoài vườn tiếp đó, ngon không, quý vị thấy nồi tương hột tôi ngon chưa, ba trái bột chét không quý vị, ngon không quý vị. Nè đây nè đó,
Nó tương ngon không? Đâu nữa, đi đâu nữa, đi với người ta nữa đi. Cho người ta mang giống cho phụ nữa đi. Thấy không? Mọi người thấy nồi tương ngon không? Tâm thiện thấy thầy nấu tương, tương này là chưa để nè, thằng tương này là nấu ăn liền được rồi nè, xong rồi nè. Thấy không? Thấy chưa? Có gừng nè, có thính nè, nó là nấu ăn liền nè. Nhưng mà điều cái là tôi ủ cũng 4 ngày đó nghe, tôi nấu đậu nhừ tôi ủ 4 ngày đó. Cái này bây giờ mình không để thính, mình không để gừng, mình để muối với đường thôi, đặng mình bỏ vô keo mình đi phơi nắng để ăn, để mùa đông ăn. Thấy không? CC đi theo giữ sư phụ thì tốt rồi, mà có cái là CC đi theo CC sủa người ta, cho nên người ta mắng vốn sư phụ hoài à. CC ơi, sáng sư phụ phát cho một cái đau không? Sư phụ đánh với đít mà con hé, sư phụ biết mà đau không con? Đau không? Cái đây sư phụ bóp cho nghe. Đau không? Hả? Đau quá sư phụ. Sư phụ đánh con đau lắm á sư phụ. Nhưng mà lỗi tại con mà, nghe không? Tự nhiên con đi con sủa người ta với sư phụ kêu con đi vô, con không chịu đi vô. Nghe không? Con già mà sao con dữ quá vậy? Hử? Cưng là sư phụ cưng, nhưng mà đập là sư phụ đập, nghe không? Nghe không? Cưng là cưng dữ lắm á, nhưng mà đập phải đập liền à, ai mới không nghe. Nghe không? Tội nghiệp quá. Nó chứ già rồi sư phụ ơi. Già tóc bạc hết trơn rồi. Muốn nói gì nói đi, nói, muốn nói gì nói đi, xin lỗi hả? Tao không biết, mày la tao đâu biết hiểu gì đâu. Con hiểu, nói thầy phụ có hiểu gì, sư phụ con nói gì? Hử? Muốn nói gì đã la vậy đó. Coi cái đuôi, coi đuôi đó, phái cái đuôi, phái cái đuôi dẫn lên, nó theo không? Hả mà nó hưng phấn, nó phái, nó vui cái đuôi, nó quạc. Thấy không? Thôi giờ sư già, sư vô nhà, sư ngủ đi ha. Sư phụ nấu tương xong rồi sư phụ đi làm ha, sư phụ đi tưới cây nha. Nha, tôi chơi vô nhà ngủ hay được chưa, hay theo sư phụ nữa. Ừ. Có hai thầy trò mình mà, sao sư phụ bỏ CC được, mà tại CC lì á. CC không có hiểu ý sư phụ á, biết không? CC cứ theo CC dí, CC sủa người ta, ta sợ, ta lợi, ta mắng vốn sư phụ á, biết không? Biết không? Con hiểu sư phụ nói không? Nó theo nó dí mấy anh Mỹ Đen à, mà thấy mấy anh Mỹ Đen mà nó dí chết mồi, chết. Người ta lại ta mắng vốn mình à, chán chết được. Giờ còn chiều còn tưới còn cắt cỏ giống như bãi chiến trường nè quý vị ơi. Ráng tuần này với tuần sau là 2, 3, 4 Phật tử ta làm rụp rụp rồi, bắt đầu mấy cái cây nó lên hết trơn rồi nè. Nè quý huynh đệ thấy không, bây giờ phải làm sửa là cái vàng hôm qua nó lên rồi, thấy chưa đó, nó lên mầm thấy không?
đó, giờ nó mới chịu lên đó. Nè, rau đắng nè, rau đắng bắt đầu nó lên nè, thấy chưa, quý vị thấy không? Đó, rau đắng nè. Đó, nó lên rồi. Ấm thật sự rồi đó. Đó, ớt bây giờ bắt đầu nó sinh trưởng lên rồi. Nè, dưa leo nè, thấy chưa, nó lên thiệt rồi đó. Giờ bắt đầu nó lên rồi. Thôi rút kinh nghiệm, sang năm tới tháng 5 mới gieo giống. Gieo sớm nó không lên mà nó còn thúi nữa. Đó, coi nó gieo sớm rồi nó đèo một ra muống. Đó, thế giờ nó bắt đầu nó phân. Nó phát lên rồi. Đấy nè, bầu nè, thấy chưa, nó lên rồi nè, thấy không? Bầu bí rồi đó. Đó, giờ nó bắt đầu nó phát phần lên. Ủa nè, mấy hạt giống tôi nè, thấy chưa, giờ này nó mới chịu lên nè, thấy không? Đó nè, đó, giờ này mới chịu lên đó nè. Đó, trời ơi, đó, theo giữ sư phụ hả? Sư phụ đi đâu cũng theo giữ sư phụ hết trơn á. Nè, quệ nè, quệ trắng nè của cô co nè. Đó, quệ trắng giờ nó lên rồi nè. Hồi cắt quả hồng, cắt quả hồng bỏ mấy cái quả tở rồi. Quả nào nở không tàn, có quả nào nở 100 ngày đâu quý vị ơi. Không có quả nào mà nở được 100 ngày hết trơn á. Đó, sen nè. Bây giờ tôi sửa là hồ sen nghe, Mỹ Phụng nghe. Giờ sửa vô tới trong đó luôn. Nhưng mà này có nhiêu nó nhảy không đủ mà nó bị hôm trước làm ẩu nó bị nứt á, cho nên nó không có dự trữ được nước nhiều á, cho nên sen nó nhỏ. Ráng tuần sau là ngày này là mà thấy hồ sen khác rồi. Đó, thứ sáu là mấy huynh đệ bắt đầu làm rồi. Thứ năm là tập trung, thứ sáu tập trung đi mua vật tư, làm vật liệu xây dựng. Đó, chỗ này tôi xây luôn, chỗ này xây đặng làm cái bồn cho trúc, toàn là phía trước trúc. Người ta gọi tôi đào nè, tôi đào xây sâu xuống rồi cho nó nhảy, nó đâm xuống đi, nó bớt kệ. 10 năm sau mình nhảy đầy đây thì mình cũng già tới nơi rồi. Sao nghe nhắc cái già thấy buồn ha quý vị ha. Ai cũng phải đi tới con đường đó thôi. Nên giờ tôi không có ham gì nữa, gọi là ham nữa thì có nghĩa là ham chết. À, cái gì thấy không? Thấy qua hồng rất là đẹp phải không? Giờ tôi cắt rồi cho lên bông khác. Đó, thấy không? Tôi thích màu hoa hồng này thôi à. Chứ màu đỏ này đỏ quá, tôi không thích. Này nó đỏ thẫm luôn, tôi không hảo mấy. Nghe không? Tôi chỉ thích qua hồng vàng nè. Ôi, coi nè, coi qua hồng vàng đẹp không quý vị? Đại đó luôn á, thấy chưa? Thấy không? Nè. Ồ. Qua hồng mà bự như vậy đó. Thấy không? Thấy tôi trồng hoa không? Đó là cây hoa hồng tôi mà nó bự như vậy nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cái này cải nè quý vị, mà lên bông cũng vẫn đẹp phải không? Tâm hồn mình đẹp, có thấy cái gì nó cũng đẹp. Cải đó mà nó lên bông vậy đó, cái cải organic đó, hay của Mỹ đó. Tôi lộn mấy cây, tôi ở phải lộn gì đó. Mình giục mấy cái hộp nó lên rồi vào nó không hết rồi, mấy cây mình để lại vậy mà lên bông rất đẹp, quý vị thấy chưa? Ờ, gió đưa cành trúc lắc phơ, thấy không? Lắc phát đẹp, hết sức đẹp không? Thấy không? Nhưng mà bây giờ phải bớt cái cây này nè, nó quá trời bông này nè. Bông này nó làm cho elachi nè, nhảy mũi ông đang, ông lại mà ông ngồi. Ông ngồi ông nói chuyện tôi là ông hút hết rột. À. Đó, thấy chưa? Thấy
thấy không, mọi người thấy giống hà hạt nó lên thấy không. Giờ này bắt đầu mới ra vườn là mới thoải mái đó, nó mát. Cứ thời trưa nóng lắm, nhưng mà nói nóng là nó nóng chứ còn không, sao nó vẫn còn lạnh nha quý vị. Nghe năm nay kỳ cục vậy đó, tới giờ này mà tối còn lạnh. Đẹp không? Đó. Nó sôi vậy nè, mình để nó sôi từ từ từ, nó trào trào lên vậy nó không có khét. Thấy không? Nó sôi rất là đẹp. Cái giá không được để trong đó tại bằng mũ, mà cái son này mà nấu bằng cái giá kia thì nó bị mòn, cho nên phải bằng mũ, mà mũ sơ lấy ra chứ không có được để giá trọng vì chắc là chất mũ quý vị biết không. Hôm nay ngày lễ, ngoài đời ai cũng ăn lễ hết trơn, cho mình là ông thầy thì không có ăn lễ, chỉ có lời chúc mừng thôi đó. Tương này đã xong, trời nó nguội, bỏ vô keo ăn liền. Tương kia thì để dành nấu, mình đã nhảy cái lò tôi nay vừa hay rồi đó. Mà phải lấy sập hồng, nó tại có chất đường nó nhảy tùm lum. Ui, gần 6 giờ rồi nè. Gần 6 giờ rồi mà trời vẫn còn trắng tươi như vậy đó. Trời vẫn còn sáng trưng như vậy đó, thấy chưa? Gần 6 giờ. Ôi chiều trời lãng bảng bóng hoàng hôn. Tiếng ốc xa đưa dặn trong đồn. Gác mái ngư ông về diễn phố, gõ sừng mục tự lại cô thông. Ông thầy mập đây. Thầy mập mình ta gọi là mập như con heo đây, mập như gì đây. Đó, có ăn gì đâu mà mập thì nó mập vậy thôi. Giờ trời chút xíu nữa cái tắt luôn rồi, Tương hơi đi tưới cho nó chắc ăn, chứ để bây giờ mà đi họ cứ quên vô tắt kìa, nó khét nghẹt nữa thôi. Ngồi chơi dăm 3 phút nữa hen. Nó ráng rồi. Các ơi, xe đâu rồi? Sư phụ đây mà xe đâu rồi? Mà xe đi bảo vệ sư phụ mà xe đâu? Hả? Đâu rồi? Ráng 1 tháng nữa thôi thì quý vị không còn nghĩ là cái cảnh này nữa đâu. Cảnh này đẹp lắm. Giờ bị nó rộng nhưng mà tới chừng tháng nữa thôi là các vị thấy nó bít hết rồi. Giờ kỳ này các Phật tử qua họ làm cho tôi mấy cái vàng như cái chỗ nè, cái chỗ tôi đang rọi cho quý vị, chỗ CC nó đứng đó, thì làm thêm ra cái vàng bầu đó, vàng bầu đó nó lên rồi đó. Còn cái chỗ này nè là đó, với cây tôi lượm tôi để một đống đó, đặng làm ra cái vàng khổ qua, thêm bên đây cái vàng khổ qua
Rồi ngay chỗ cái cửa đó đi ra là cái vàng bầu, cái vàng mướp nữa hết rồi quý vị. Có chỗ này hả, chỗ này ớt rồi nè, tôi gieo nó lên từ từ rồi nè. Đó, chứ đâu phải trống đâu, thấy không, tại nó chưa lên. Lạnh nó chưa lên đấy. Nè, tháng sau là nó bích xịt hết trơn rồi. Ngay chỗ cái khu vực cái vách đó là tôi trồng xả đó, mà nó chết đó. Nó lạnh luôn, nó chết đó. Xê xê. Mẹ nó chưa bù biểu coi, suy nghĩ gì đó. Hồi sáng nó không biết làm sao mà phát nó một phát rồi nó suy nghĩ. Nó hồi trưa giờ nó nằm nó suy nghĩ dào dào, nó không biết tại sao mà mình phát vô đích nó không phát vậy đó, sao. Nó nằm nó suy nghĩ, quý vị ơi, tội nghiệp đó. Mà nói nó không nghe. Không biết lý do tại sao mà nó thấy mấy anh Mỹ da màu rồi nó dí tới nơi nha. Người ta đi xe đạp mà nó dí người ta tới nơi vậy đó. Rồi ta tại ta mang vốn vậy đó. Bực mình quá trời quá đất à. Đó. Nó suy nghĩ không biết sao mà tự nhiên trưa mình quýnh mình phát, nó phát dưới đích vậy đó. Nó nghĩ từ trưa giờ đó, nó đứng đâu nó nằm đâu nó suy nghĩ đó, nó đứng đâu nó suy nghĩ đó, vậy nó nghĩ không ra. Tội ghê á, bởi là con Phật nó khổ vậy đó. Em còn ha, nghĩ ra chưa, nghĩ ra tại sao sư phụ đánh con chưa? Nghĩ ra chưa? Hả, cái chuyện gì cái nó suy nghĩ cả đêm vậy đó nghe. Nó nằm nó suy nghĩ vào vào cả đêm vậy đó. Suy nghĩ ra chưa con? Hả? Suy nghĩ ra chưa? Suy nghĩ, ôi sao một con đá này vô đây? Nè, ớt nè, thấy chưa, không có đâu đó. Suy nghĩ ra chưa? Suy nghĩ sao mà sư phụ đánh xe chưa? Hử? Suy có suy nghĩ ra chưa con? Suy nghĩ không ra, sư phụ ơi. Không biết sao mà sư phụ đánh xe xe, giờ sư xe nghĩ không ra. Sư xe không đủ não, sư xe suy nghĩ đâu sư phụ ơi. Không biết tự nhiên sao sư phụ ghét sư xe mà sư phụ đánh xe xe, sư xe hết hồn. Tự nhiên sư phụ phát xe xe cái, phát cái bóp luôn hả. Ngày hôm qua sư phụ lấy cái thùng nước, sư phụ liệm cái bình mà không trúng, phải trúng là má nhìn không ra rồi. Đã ở trong nhà sư phụ cho nước ngon uống, tự nhiên đi ra thấy cái nước mình tưới cây cái nó đè nó uống à, biết nước dơ còn biết không? Ồ, qua tôi lấy cái thùng á, tôi lấy cái thùng đó tôi liền một cái, tôi giận quá trời giận à, sư phụ giận quá trời giận luôn, sư phụ liền mai không trúng chứ trúng rồi thôi, xê xê má nhìn không ra rồi, con biết không? Sư phụ cho con uống nước sạch nghe không? Con không có đi ra ngoài con uống nước dơ. Còn mấy cái xác đậu á, sư phụ sai rập giữa đâu nành, sư phụ để trồng cây. Mà con cứ bớ là con ăn nha. Con nghe đồ thú con ăn cho nên sư phụ mới đánh con biết không? Sư phụ nuôi con đâu có cho con ăn thiếu gì đâu. Mà tại sao con cứ ăn mấy cái đồ thúi, đồ tha vậy? Kỳ vậy. Nước á thì uống nước khoáng không à. Mà mắc chứng gì mà đi ra thấy cái nước mưa động lại cái uống là sao? Tại sao vậy? Phải không, mà sư phụ luyện trúng con là con tiêu tùng con rồi. Qua giận lắm á nghe. Rồi sáng nay nữa. Sáng nay con thấy ta mang dấu sư phụ không? Biết không? Biết không? Rung gì? Biết lỗi chưa? Biết lỗi tại sao mà sư phụ đập chưa? Hiểu không? Hiểu chưa? Dạ hiểu. Nói đi. Dạ hiểu. Nó chứ có hai thầy trò mình mà. Sư phụ không cưng là cưng ai biết không? Nhưng mà tại sư phụ không hiểu ý sư phụ á. Nghe không? Còn có hai thầy trò mình thôi. Nghe không con? Sư phụ cưng con không cưng là sư phụ không cưng sư phụ. Sư phụ cưng ai bây giờ? Biết không? Nghe không? Sư phụ là ngoan nghe không? Có hai thầy trò mình à. Có hai thầy trò mình à sư phụ ơi. Mà sư phụ đập sư xê, sư phụ đánh sư xê, sư phụ đau quá. Sư hết hồn vậy sư phụ. Sư hết hồn vậy đó. Đúng không? Cái gì nghe tiếng con chim không? Nó có một con chim mà nó kêu tiếng não ruột á, là nó đi kêu con đó, đó quý vị. Con nó lìa khỏi ổ đó,
đó, con nó lìa khỏi ổ mà nó đi, nó kêu con nó kêu thảm rồi, thảm thiết lắm quý vị ơi. Thì nghe có tiếng chim nó hay, mà nó khi mà con chim mà nó buồn nó kêu thảm thiết, mà con chim con nó tâm lý hả, nó biết bay á, nó hơi hơi biết bay được cái nó lìa khỏi ổ à. Nó lìa khỏi ổ, nó không chịu bay về ổ. Con chim mẹ gấp con chim con về không có được. Thành ra nó mới ở trên một cái cành cây, mấy cái lùm cây á, rồi chim mẹ nó kêu mà nó kêu náo ruột vậy đó. Bởi vậy mình mới thấy gì cái loài chim nó vậy thì huống gì cái loài não lòng người mẹ, biết không? Người mẹ mà mất con đau đớn cỡ nào. Hoặc là con cái nó ngộ nghịch, nó vô nghị. Ôi chết cha, nồi tương. Nồi tương, nồi tương, nồi tương. Nồi tương, nồi tương. Ồ, không sao, không sao. Giờ nó về được rồi, cũng cần tạm được rồi. Để cho nó xuống chút nữa đi. Đó. Rồi cái nó sợ mấy con chim khác. Nó sợ mấy con chim khác á, bắt đá con của nó đó. Nó theo, nó thấy chim nào mà lại gần, nó thấy điều đá đó, đó thấy chưa? Thấy không? Đó. Đó chim mẹ nè, nó đứng nóc nhà gì thấy không? Nó đứng nó giữ con nó bay rớt trong lùm này nè. Đó. Rồi thấy đó, chim nào nó dòm bằng chim nào mà lại gần chim con nó đá kêu bằng. Nó kêu náo ruột rồi đó. Bởi vì tiếng chim, chim mẹ nó kêu chim con náo ruột. Chê chê, con nói đi, con tập nói đi. Con tập nói đi, chê chê. Con nói sư phụ nghe đi. Kiếp sau con nói. Nó tức, có nhiều khi nó nói mà nói không được, nó tức quá quý vị ơi. Tội nghiệp CC lắm, CC muốn nói chuyện sư phụ mà CC nói không được. CC tức quá đi. Không biết nói cái gì mà nói không được, thấy con ha. Con muốn nói chuyện với sư phụ mà con nói không được sư phụ ơi. Nhưng mà không chừng con nói không được vậy mà khỏe đó con. Chứ con biết nói cái chắc sư phụ phiền não thêm đó con. Hà hai thầy trò mình, thầy nói thầy nghe, con nói con nghe mà không chừng khỏe đó con. Chứ mà con biết nói nữa cái chắc sư phụ với con chắc phiền não lắm đó con. Hẹn con ha. Tuy là vậy chứ mà khỏe đó con. Bất đồng một khỏe đó con. Tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Hai lỗ tai, cái lỗ tai dính lên, lỗ tai dính xuống vậy đó, tội nghiệp không? Nó không nói mà khỏe đó. Con không nói mà khỏe đó sư phụ. Cái con nói kia là sư phụ nó con cãi sư phụ nữa. Con cãi lý sư phụ nữa, hay không? Hay không? Không nói nó khỏe đó. Đó, có tương hộp kho rồi đó. Ngày mai sư phụ cho con ăn cơm với tương nghe. Con phải ăn cơm với tương á, nghe không? Con ăn cơm với tương á sư phụ. Phải ăn cơm với tương á sư phụ. Rồi bây giờ sẽ xe vô nhà để sư phụ đi tưới thôi, ướt sẽ xe nha. Sư phụ tắt nồi tương nha. Đó. Nồi tương hộp. Rồi để muối vô được rồi đó. Bị tại sao tôi nấu nãy tôi không để muối, để muối vô rồi nó khét. Đó. Nhưng cái nồi này nè, nấu ăn liền nè. Để miếng muối vô nó khét. Sợ nó khét rồi, giờ để muối vô cái tắc nha. Để muối mặn là ăn lâu nha. Mà tôi để muối biển nè nha. Tôi sẽ ăn theo kiểu Việt Nam mà. Muối biển đấy. Để cho nó mặn rồi nó lâu. Ăn mùa đông.
nó chứ chắc không biết tới không nữa. Trời, bây gì đó 4 ký, gần bốn cục đường, đường này nè quý vị ơi, gần 4 cục đường đó, đâu rồi nè, gần 4 cục đường đó, thấy chưa? Đường thốt nốt á, nó sẽ thốt nốt cho đường mình thôi, mà để miếng hương vị vậy thôi. Đường mía được tốt rồi. Rồi xong. Bây giờ để tôi ra tôi cho cô Hiền coi cái cây của cô cho tôi nó lên vậy nè cô Hiền nghe. Đó. Nó bắt đầu nó lên rồi, năm nay tôi có quệ trắng tôi mừng lắm. Đây nè, đây là 2 chậu để chừng nào có bông tôi đem vô nhà, thấy chưa? Nó lên rồi thấy không? Đó, thấy không? Đây là trước Bồ Tát Quan Âm nè. Trước Bồ Tát Quan Âm tôi trồng nè, để cho lên cúng Bồ Tát Quan Âm nè, thấy chưa? Đó, nó lên rồi thấy không? Nó nơi hết lạnh bắt đầu nó lên rồi đó. Nó có cỏ nữa, ghét hết sức ghét. Cái mà không cần thì nó lên ào ào vậy đó. Không à? Đó, làm cúng dường Bồ Tát Quan Âm đó, trước Bồ Tát Quan Âm. Đó, thôi, giờ tôi đi tới cây nghe. Chào hết trơn mọi người nghe. Chúc những ai ở Việt Nam thì có một ngày đầu tuần thật là vui nha. Ai ở Mỹ thì bữa nay là cái ngày về mẹ. Chúc hết tất cả người phụ nữ được niềm vui, được con cái, con cháu quây quần.